Xin chào tất cả các bác nhá. Đây này, nhiều bác hỏi về cái mẫu áo đồng phục ấy, thì em hôm nay em sẽ show cho mọi người. Không biết quay được chưa nhỉ? Rồi, đây, đây là cái kho mẫu của em nhá. Kho mẫu của em này, mẫu đã đổi tên. Em phân rõ ra là mẫu đã đổi tên là ở bên trên, còn mẫu gốc lấy file là ở bên dưới. Thì cái mẫu đã đổi tên này em có 3 phần UA, UE, UC. Mỗi loại là 1.000, để sẵn 1.000 rồi. 3 loại này thì tầm 3.000 mẫu. Đấy, show cho các bác xem. Một số thì em đã đổi tên, tức như là tất cả em đánh số từ 1, 2 cho đến khoảng 1.000. Đây, ví dụ bác nào mua bao nhiêu mẫu thì em sẽ nhúp ra bình nhiêu. Thì những cái mẫu này ấy, thì có những cái mẫu em đã mất công đổi tên rồi để tìm cho dễ. Ví dụ như mình tìm mẫu áo xanh Hòa Bình, như mẫu số 2 này, thì mình search lên cái search này là xanh chẳng hạn, là tất cả những cái đấy, tất cả những cái màu xanh nó hiện ra, thế rất là tiện. Hoặc là đỏ đấy, tất cả những cái đấy. Tất nhiên là em chưa đổi tên hết. Đổi tên hết thì sẽ ngon nữa. Nhưng mà bước đầu thì mình đánh số này rất là ngon rồi. Đây nhá, cái mẫu như này. Ví dụ như là mình cho khách xem, khách xem mở một lượt xem người ta ưng cái mẫu 317 này, thì mình sẽ mở ra đây này. 317 là như này. Ok, thì vậy 317 như này thì mình lấy file gốc ở đâu? Mình qua bên qua bên mẫu gốc lấy file đang xem ở mục UA, mở ra cái số 317 đấy. 317 thì đây, mẫu và file gốc ở đây, bác mở nhá. Full font là thân trước, đợi một tí, máy này đang mở chưa nhỉ? À đây à. Lúc chiều nay quay ấy, thì em không có cái phần mềm quay máy tính, mà em chỉ quay bằng điện thoại cho nên hơi củi. Bây giờ em sẽ làm video này lại để cho mọi người xem cái kho mẫu của em như thế nào, các mẫu như thế nào, có đáng đồng tiền bát gạo để mua hay không. Ví dụ đây, những cái file này của em là đều là file thiết kế, nó nét đến từng chi tiết rồi nhá. Đấy, các bác in lụa hay in nhiệt là cũng dùng được luôn. Ví dụ in lụa mình có thể dùng cái hình này tách can luôn, đã vẽ sẵn rồi để tách can, tách phi ra phim để lên khung lên lưới in lụa. Hoặc là in chuyển nhiệt thì các bác chỉ nhúp cái này ra in luôn nét căng, nó là file gốc rồi mà. Đấy, bây giờ em tắt cái này đi, show cho các bác thấy. Đây là mẫu gốc lấy file này, mẫu đã đổi tên. Ok, bây giờ show cho các bác xem nhá. Đây, lần lượt em phóng to ra tầm 180% rồi. Đấy, các bác xem lần lượt từng mẫu. Đây này, mẫu của em ở đây ấy là toàn là áo lớp. Bởi vì sao em để áo lớp ở cái khung riêng như này? Bởi vì áo lớp là dùng lại được. Để em tắt cái FIFA này đi đã. Rồi, áo lớp là dùng đi dùng lại được. Chứ còn áo mà công ty, áo doanh nghiệp ấy thì không dùng lại được. Bởi vì là logo, slogan của người ta, làm sao mà dùng lại được. Chỉ những cái mẫu này mua nó mới đáng đồng tiền bát gạo. Ví dụ như đây này, 9D, Born to Size, Together, Trang, The Wood. Quá dùng lại, quá tốt. Mình chỉ về mình thay cái tên thôi. Đấy, Sử K55 hoặc là những cái hình này đều là hình rất là thích cho các lớp khổ báo, có văn hóa, quậy phá, có giáo dục, bùng nổ, đạp đổ, thách thức, rồi tuổi hổ, rồi là thổ dân, bùng nổ, đạp đổ, thách thức này. Lớp chuyên toán này, hoặc là sở thú, hoặc là đây đều là những cái hình mà bên em đã làm rồi. Chi phí để vẽ nó rất là cao, để vẽ thì trả cho các bạn từ cái khâu mà phác thảo đến khâu mà vẽ lại ở trên máy
đổ lại được những hình đẹp như thế này, chi phí rất là cao. Thường thì những cái đơn hàng ấy thì mình sẽ có một cái phần tiền để giả cho các bạn ý, thì ok rồi. Nhưng mà để có một cái kho mẫu này mà dùng sẵn như thế này ấy, thì không hề rẻ. Thế này, em là làm đồng phục khoảng 10 năm rồi, cho nên là những cái kho mẫu này ấy, thì bên em rất là nhiều. Từ các nguồn, thứ nhất là vẽ, thuê các bạn vẽ làm đơn hàng. Thứ hai là cũng mẫu đẹp cũng mua lại của các bên thiết kế. Đấy, những mẫu này có nhiều mẫu mua lại ở các bên thiết kế về mình để vào trong kho để dùng dần. Mình có những mẫu dùng rất nhiều lần. Ví dụ đây, những cái mẫu sở thú này. Cấp 1, học sinh cấp 1, cấp 2 nó rất thích. Ví dụ như lớp quá chất nên mất slogan. Rồi các anh công an, mấy cái mẫu công an này làm cho nhiều quá trời luôn. Family này, cái này là áo gia đình được nhá. Ở trong này chủ yếu 99% là áo lớp. Thế còn áo gia đình cũng chỉ có một số mẫu thôi. Còn công ty thì thực ra là chỉ 1.000 mẫu, chỉ có 7 mẫu là công ty, đó là đây này, gia đình phượt family rất đẹp luôn. Cái này các bác mà in nhiệt ở trên cái áo sáng màu quá chất luôn, mà in lại nhanh đấy ngay. Thỉnh thoảng mới có mỗi công ty, còn cái gì cũng là hầu hầu như là áo lớp hết. Mẫu này ấy, bên em bây giờ để lại nó quá rẻ, quá là hợp lý, chỉ có 2.000 đồng 2k trên một mẫu, mà có cả file gốc có cả file ảnh. File ảnh thì các bác là để riêng ra một cái folder để cho nó cho khách người ta xem ấy, thì người ta cũng mở lật lật từng cái hình như mình thế này. Theo kinh nghiệm của em ấy, khách xem thường thường à, khách bình thường 100-150 mẫu là người ta ưng. Khách căng ấy, gọi là khách khó tính thì chỉ xem đến 200 mẫu. Nhưng mà mình có kho ấy, thường thường em bán ở đây, một số bác em mua thử mua 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 gọi là để kiểm tra uy tín ấy, thì mua 100 đến 250 mẫu. Thế còn bình thường mọi người ấy, thì ít cũng phải 500 mẫu hoặc 1.000 mẫu, thì mình có thể làm có một cái kho phong phú là pro để cho khách người ta xem, làm cái màn hình máy máy tính cũng xịn xịn, và vào là mời khách vào ngồi ấn chọn quá trời là hay luôn. Đây này, những cái mẫu này mẫu nào cũng là đẹp hết đó. Ví dụ những cái mẫu như này là nhiều lớp born to size này. Mẫu bên em là có theo tuổi nhé, hầu hết là tuổi con gì tìm cũng có đấy. Ví dụ đây là tuổi mèo. Ôi. Áo này đẹp này. Và đây này, thỉnh thoảng mới có một cái mẫu của công ty, nhưng mà nó sếp ơi mình đi đâu thế, nên Việt Postbank nó cũng rất là đẹp thì bên em mới nhét vào đây. Chứ còn cái mẫu mà công ty bình thường ấy, nó nhiều quá trời luôn thì bên em không cho vào đây, bởi vì hàng công ty không dùng lại được mấy. Đây này, mẫu ngành y, mẫu tuổi trâu này. Đấy, học hết sức chơi hết mình. Cái mẫu này bán cho học sinh cấp 1, lớp 5 ấy, làm quá nhiều luôn. Tuổi trâu. Đó. Tuổi rồng. Rồi à, đây là như kiểu sở thú luôn này. Đấy, tuổi trâu này, trâu huyện quyết lên tỉnh. Mẫu nào cũng đẹp. Có cái kho mẫu này, à thỉnh thoảng có một cái áo fan như này, nhưng mà ít hiếm. Đa phần các bác xem từ nãy đến giờ toàn áo lớp luôn. Áo lớp chuyên các chuyên toán chuyên pháp, áo lớp tuổi rồng này, đây là tuổi rồng này, đây là tuổi rồng luôn này. Cái hình ngộ nghĩnh tuổi mèo luôn này. Những theo những cái câu áo lớp, theo những cái câu slogan, ví dụ như là shine bright like a diamond, tỏa sáng như kim cương, hoặc là keep calm gì đấy, hoặc là 9A quật gãy cành đa, hoặc never forget. Có cả áo họp lớp, họ họp lớp cũng ít thôi. Đây là áo tuổi rồng này. This class legend year. Đấy đấy, nói chung là như kiểu huyền thoại của một thế hệ ấy. Nơi làm A6, nơi làm những ánh hào quang khác phải tắt điện. Đấy, áo rất là hay. Đây này, ví dụ như là A3 work head play header, hoặc là tôi yêu lớp tôi, you winner where have, vân vân. Đấy, huyền thoại của một thế hệ đây thôi. A2 huyền thoại của một thế
Sorry các bác là lúc nãy mới xem là cái mình 283 mẫu mà em quay bằng cái phần mềm nó free, cho nên là nó chỉ cho quay 10 phút thôi. Em ngồi nói là đến 25 phút rồi mà quay lại mới biết là nó chỉ dừng lại đến đoạn 10 phút thôi. Đây các em bật tiếp cho các mẫu cho các bác xem nhé. Tí nữa em sẽ nối video vào. Mẫu học sinh thì thôi cũng chẳng cần nói nữa, các bác cứ xem. Các bác thông cảm em bấm nhanh một tí nhé. Tại vì là cho nó được nhiều, em xem được hết 1.000 mẫu, chứ không là 10 phút nữa cũng không hết được đâu. Mẫu rất là đẹp, mà những cái mẫu này dùng lại được nhiều lần. Ví dụ đây này, 9A, hack, học như hack, chơi như hack, tuổi trâu, tuổi chuột. Các bác nào mới vào nghề thì sẽ có kho mẫu này, nó tiến triển rất là nhanh. Mình không thể vẽ được đẹp như người khác đâu. Tốt nhất là để cho mỗi người một nghề. Người nào vẽ thì để người ta vẽ. Còn người nào mà như mình đây, mình lo chốt hàng, mình lo được nhận được nhiều đơn thì cứ đi nhận đơn thì được nhiều hàng, hiệu quả hơn. Các bác chỉ cần nhận dư một đơn là được cái kho mẫu này mà. Em ấn hơi nhanh nhé. Các bác xem bác nào mà ưng cái mẫu nào thì thích xem kỹ thì có thể tua chậm hoặc cho chế độ nó chạy chậm hơn. YouTube thì có chế độ mà xem chậm ấy. Đấy. Chủ yếu là mẫu áo lớp đẹp tuyệt vời. Những mẫu áo rồi theo tuổi các con tuổi gì đấy, hoặc là mẫu theo kiểu các câu slogan, ví dụ như đây này, thương nhau mà sống đấy, hoặc là you only live once, hoặc là born to shine, work hard, play harder, hoặc mất ngủ vì không có đối thủ, hoặc là anam born to be boss đấy, hoặc là come on why don't dare. Hoặc là áo lớp chuyên, toán, chuyên hóa, chuyên Anh gì đấy, chuyên Pháp. Hoặc là áo tuổi đây này, quay lại này. Đấy, rồng này, chó mèo. Hoặc là trâu, khỉ. Hoặc là những cái hình như thổ dân, hoặc là hình học sinh chibi, lớp cậu ứ bằng lớp tớ này. Hoặc là tuổi trâu, chơi trội phải có hội. Nói chung là đủ hết các thể loại. Nếu các bác có kho mẫu này, khách gọi là thích kiểu gì cũng chiều được hết. Mình không phải vẽ, mình nhiều khi vẽ đau đầu lắm, mà mình vẽ mình không chuyên nghiệp thì đâu có vẽ đẹp được, đúng không ạ? Tốt nhất là mình có một cái kho mẫu, làm cái màn hình máy tính to to tí, mở ra cho khách tự ngồi ấn, người ta tèn ten người ta ấn đi thì người ta chọn. Khách gọi là khách nào mà khó tính lắm, lựa chọn nhiều lắm thì xem khoảng vài trăm mẫu, còn không thì xem trăm mẫu là ưng. Đây là huyền thoại của một thế hệ, huyền thoại thả cá một thế kỷ luôn. Lấy gì đây, lấy trứng chọi đá à? Hay, nhiều cái hình mà hay bất ngờ luôn. Hình nào, hầu như hình nào cũng, các bạn thấy mấy cái hình này quen không? Đấy, nó làm rất rất nhiều áo, bọn thu điểm rất nhiều áo cho học sinh, ai nhìn vào cũng thích, cho nên là làm nhiều lần. Những cái kho mẫu nào nhiều lần thì bên em vứt vào chung một cái đây này, thì làm lâu rồi, làm bên em làm nhiều năm rồi, thì bây giờ mang ra chia sẻ với mọi người thì thôi, chia sẻ với nhau để làm những cái mẫu áo nó đẹp hơn. Không biết mấy phút rồi nhỉ? Em kiểm tra một tí nhá. 5 phút rồi. 10 phút là cái phần mềm ấy nó cho ao, cho nên em ấn hơi nhanh một tí này. Để cho tí nữa là 2 lần 10 phút cái mẫu con gà này em rất ưng. Những ai thực sự dám mới có thể bay. Đấy. Áo làm áo lớp 5 nhiều lắm. Tuổi gà mà. Tuổi ngựa này, quá đẹp luôn. Tuổi mèo này. Đấy. Đoàn kết never chết.
Chỉ có 2.000, chỉ có 2.000 đồng một một mẫu, có cả ảnh, có cả file gốc. Còn bác nào mà không thích file gốc, bác thích ảnh thôi, thì 1.000 đồng, 3.000 mẫu, bác là 1.000 mẫu 1 triệu. 2.000 đồng một mẫu có cả file gốc thì các bác không phải vẽ lại nữa, lấy file đấy dùng luôn. Mẫu đẹp quá trời luôn, hầu như tuổi con gì cũng có nhá, nhiều đấy. Hoặc là những cái áo mà của công ty mà để cho nhân viên đi biển, đi du lịch ấy, trong này có kiểu work hard, play harder hay team building gì đấy, chơi các trò chơi ấy. Trong này chủ yếu là áo cổ tròn, bởi vì học sinh thì đa phần là áo cổ tròn hoặc giấc lăng, tay cộc, tay lỡ, hoặc là tay rộng, thỉnh thoảng mới có áo cổ bẻ thôi. Nói chung là còn tất cả hàng cổ bẻ mà công ty để em vứt sang chỗ khác không bán, cái hàng đấy là hàng để lưu kho, bao giờ mà chính công ty đấy đặt tiếp thì mới ấy thôi, mới dùng thôi chứ còn không bán. Đây đến còn bao nhiêu nhỉ, thoải mái, mới hết có 7 phút. Đây thì em ấn hơi nhanh một tí. Đấy, các bác xem nhé, 2.000 đồng một mẫu, chỉ 2.000 đồng một mẫu. Bác nào ở Hà Nội thì qua cái địa chỉ ở trên này luôn này, 346 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, số điện thoại 0954816320 này, hoặc qua website của bên em tham khảo. Bên em làm rất là nhiều áo, cái này chỉ để chia sẻ cho mọi người thôi. Ai thực sự có tâm huyết với nghề thì bỏ ra nó không đáng là bao. Các bác làm 1-2 đơn hàng thì là ok. Đấy, video kết thúc ở đây bác nhé.